Ủa gì quýnh lộn vậy? Trời ơi, né, né né vô đi mấy má ơi, cầm dao ghê quá à. Sao quýnh vậy? Ai biết rồi, đã biết. Thấy chưa, cho bà không chịu bớt tiền cho tôi đó. Hello mọi người, chào mọi người đang đến với kênh YouTube Hồ Trâm Official. Thì hôm nay thì Trâm đang có mặt tại chợ Hạnh Thông Tây. Đây là một cái chợ mà chợ đêm bán rất là nhiều đồ luôn. Và ngày hôm nay là mình được chị Ba Tê giao cho mình một cái nhiệm vụ, đó là đi lựa những cái món đồ để quay phim. Đó là mình không biết đi đâu hết. Buổi ban ngày thì mình đang bận, cho nên là mình quyết định là mình sẽ đi ra chợ đêm để mà mình đi lựa đồ ở đây đó. Cái gì cũng có hết trơn, chỉ không có tiền thôi nha. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi lựa đồ cho các diễn viên. Còn vài cái món đồ mà bị thiếu á, với lại đồ cho mình nữa, cho nên là bây giờ mình mọi người theo chân Trâm đi theo đi mua đồ nha. Đi mình Trâm đi mà năm người hộ tống à. Vô đây chị hai, xanh lên đây, xanh quay mặt lại đâu thấy đâu. Đây mình đi dưới đầu luôn cái đây hay sao? Thôi đi vòng qua đây coi bông tai trước đi nè. Trời ơi, ở đây vàng gì cũng có hết trơn á. Nè, bật mí với mọi người, những đôi bông tai mà mấy ngàn mà Trâm hay mua ở đây. Trời ơi, đưa cho Miên kìa. Có chân lạc, có chân lạc. Đông rắn. Mình đi vô lựa bông tai cho mình nha, trong phim này. Tìm mấy đôi bông tai, ôi trời mọi người. Mình à, không biết tiếng Anh. Ồ khúc này nó hơi đông nha. Miên, quần của Miên nè. À, giày nữa kìa Miên. Giày dép nữa kìa Miên. Ở đây cái gì cũng có nha mọi người. Mình lựa một cái món quan trọng, đó chính là cái áo vú. Tại vì trong phim có một cái cảnh anh Khương Dừa á, là ảnh bị nguyên cái áo vú đập lên mặt á. Đó, cho nên là bây giờ mình phải đi lựa. Ảnh đòi là Trâm mày phải mua áo mới cho anh nha, mua áo cũ không chịu, xài áo cũ không chịu. Áo vú à. Trời ơi, trong đây là một thiên đường áo ngực. Mọi người, tại vì cái này mình mua để mình quay phim á mọi người, cho nên không có cần phải mất tiền. Cho nên mình quay có một lần mình bỏ à, cho nên là sẵn tiền mình lựa luôn. Ở đây đủ màu nè. Trâm biết là quay cái này nó hơi kỳ, nhưng mà thôi kệ, cái này là phục vụ cho phim nha. Size ở trong phim nó là một cái size rất là bự, đủ màu, cho nên giờ hơi sao dị quá à. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người coi, mọi người thông cảm nha, tại vì thật sự là đi mua mấy cái này để mà quay nè, size của mình đâu có bự đến mức vậy đâu, cho nên là trong phim là bắt là size bự. Trời, gửi cho chị Ba Tê nguyên một rừng áo vú đó. Rồi, tìm đủ màu sắc rồi đi ha, cái nào cho nó vui vui bây giờ ta. Chị ơi, mấy áo này có size bự nhất không chị? Size đại cỡ bự nhất luôn á. À bên đây á hả? Ui, chị cái này bự nhất chưa? Không, quay áo thôi chứ quay chuyện chi nè. Lấy em có size nào mà bự thiệt bự á. Mà cái nào rẻ rẻ không chị? Lấy 42 cho em. Nhưng mà có giá bao nhiêu vậy chị? 101 bớt 10 ngàn nha. 101 hả? Bớt thêm đi. Em mua em quay xong đem ra cho chị luôn. Cho ngược chị lại luôn. Dạ chị lấy size 42 cho em đi, nó có màu gì nữa chị? Em mua nhiều giảm giá cho em nha. Chị lấy đủ màu cho em nha chị. Mà size bự nha mọi người, thôi mình đi qua chỗ khác mình quay đi chứ, để một hồi chỉ lựa ra cho đủ màu cho mình nha. Trời ơi, ở đây nhiều đồ quá. Miên mặc áo này mát mẻ nè Miên.
Ây da trời ơi. Hả? Em mua không? Em mua không thì vô mua đi chứ để xíu gì nữa. Giờ tôi đi mua đồ quay phim rồi, bà vô mà mua đồ bà đi. Vô vô coi coi nè. Hồ Bích Trâm trả chỗ tài trả giá cho mọi người xem nè. Cô ơi, quần này nhiêu cô? Quần này 90 ngàn cái hả? Mua nhiều có được bớt không cô? Mua mấy cái? Chút bạn không? 5 ngàn hả? Ít vậy? Miên, mua mấy màu này nè mè miên. Trắng nó hả? Vừa sao? Vậy ai mua gì? Mua mấy màu tối, mua màu trắng cho vừa. Màu tối nè. Cô có màu đen không cô? À có đen nè. Đen với này nè. Hai cái nhiêu cô? Em 7 nè. Giảm thêm 10 ngàn nữa đi. Mở hàng cho nè. Hết tiền rồi. Bớt đi mà. Bớt đi em đi á. Đi nha. Giờ đi á, đi thiệt á. Cô kia cô bán 170 kìa, miên mua đi kìa. Không, mấy con nó đang mua 170 thôi, bớt em ơi, 10 ngàn nữa. Cô gật đầu rồi, ok cô luôn. Em sáu he. Mọi người nhớ ủng hộ cô nha mọi người. Này mua giùm nha cô. Hai cái quần 160. Quá dễ. À dễ cô rồi, ok. Cảm ơn cô nhiều nha. Rồi bye bye. À lộn lộn chưa, bye bye đi tiếp. Trời ơi dớ kìa. Dớ rồi chị hai. Tôi biết vậy, bữa nay tôi ra đây tôi mua dớ rồi. Dớ đây mấy chị 215.000 cho cái gì. Làm tôi bữa nay làm tôi lên Taka tôi mua đồ ngủ kìa. Nữa hả? Vô xem ơi, vô đang định vô coi mà anh la một cái em muốn giật mình luôn. Nói chung là hồi trước cũng có một thời gian á mọi người là Trâm cũng đã từng ra ngoài chợ Hành Đông Tây để bán đồ rồi. Cho nên là ở ngoài này nó rất là tấp nập, nó rất là nhiều nhiều đồ luôn, cái gì cũng có hết trơn mà được cái là giá nó rất là mềm. Cho nên là nếu mà ai có nhu cầu thì mọi người cứ ra về đây nha, nhiều đồ lắm. Mọi năm Trâm đi quay phim là Trâm vẫn hay mua đồ ngoài đây á cho rẻ, tại vì đồ đi quay phim mình bận có một lần à. Thật ra thì không phải là mình trả giá này kia đâu, nhưng mà tại vì ở ngoài chợ buôn bán thì mình phải trả giá, hiểu không? Chứ không là người ta sẽ nói thách đó. Ê, đi coi thử mấy cái áo mà kiểu tay phòng vậy nè, cho bà Lưu Hòa Trinh. Để không biết coi thử chị Thanh Thánh Thiện được không? Áo có trong phim chị Lưu Hòa Trinh sẽ đóng một cô giấy quê, cho nên là thường là bận mấy cái áo mà tay kiểu phồng như vậy này rất là dễ thương. Thôi ổng bớt lấy ba cái thôi, hết tiền rồi, mình sẽ mua ba cái nha quý vị. Gái quê nè, bông bông màu mè rồi nữa. 201 là hết tiền luôn rồi đó. Rồi lấy em ba cái này đi chị. Tiền chị hai ơi. Trăm đi nhưng mà chị hai trả tiền nha. Tiền chị hai đầu tư cho đó. Đồ
Rồi. Ngồi chỗ ngồi sau nhà coi được em ơi, hàng đẹp sao bèo nó. Đây tiếp nào, đi tiếp nào. Ê, mình vô đây mình coi giày thứ không? Giày không có. À. Mua giùm cho ba Tấn Hoàng một đôi giày. Ê, mấy ông ở dưới quê ngày xưa á là hay giày đúng không? Đúng không? Đúng kiểu quê xưa xưa luôn nè. Ha? Nhưng mà có đôi giày nào mà quay đằng sau không ta? Mấy đôi này có đôi nào có quay hậu không chị? Có mấy quay hậu thì nó xì tin quá à. Mẫu nó bị trẻ quá. Cái này bị trẻ quá so với ba Tấn Hoàng đúng không em? Nè nè. Nó lựa được một gì vậy? Ý cầm dao cầm ở gì quấn lộn vậy? Trời ơi, né vô đi mấy má ơi, cầm dao ghê quá à. Sao quấn vậy? Ai biết rồi, biết. Thấy chưa, cho bà không chịu bớt tiền cho tôi đó. Chạy đi mấy má, núp đi. Ghê quá à, núp vô. Trời ơi, cái gì vậy trời, vậy đi mua ngoài đây sợ quá. Hai chị em mình đi. Vụ gì vậy, sao hai bà gan vậy? Trời ơi, cái gì mà cầm dao thì thấy ghê vậy. Nữa hả? Hai chị em mình đi. Đang nhiều chuyện mà, cái gì vậy? Đạp hết xe luôn. Ghê quá à, cầm dao mà đi vơi vậy á. Thấy chưa, em sợ quá, chị giảm giá cho em đi, em hết sợ. Chị giảm giá cho em đi, em hết sợ nè. Mình đã mua được áo để quay phim rồi mọi người, quay trong phim chứ không phải bận trong phim nha. Rồi tính tiền. Cái gì vậy? Ghê quá à, hồi hộp quá, ngoài đây sao mà chém lộn ghê vậy trời. Chợ búa mà chắc kinh lộn, ai biết hay hình quốc ta biết rồi, mình đã biết rồi. Hết hồn à. Chị ở đây chị nói với gà chị cứ dần dần này. Bà làm bà kéo đồ bà vô. Kéo nó sợ nó kéo nó chém mà kiếm lại đồ đạc rồi chết nó ai đền. Nhiêu tiền nè? Nhiêu đời tao nó chém mình thấy mẹ nữa. Này là để mà treo lên mấy cái xào đồ cho trong phim đó mọi người. Đủ màu sắc rực rỡ luôn. Rồi chị hai, bao nhiêu chị hai? 2 quân nữa nè chưa? Rồi ơi. 2 quân nữa là 320 lấy 301 đi. 320 đến 301 kìa, 300 luôn đi. Có chị lợi ít lắm thì hả? Bà lợi ít lắm thôi, đưa 301. Bà lợi ít lắm. Bà lợi ít lắm, bà kêu là 320. Bà vui lắm nè. 320, bà giảm 10 ngàn là còn 301. Có hôm nãy bớt 5 ngàn. Thôi bây giờ vậy nè, còn 5 ngàn đi, còn nợ lại. Còn nợ lại 305. Cầm tiền là nhanh lắm. Khổ ghê, nói chứ không, mà đây bán giá mềm rồi mọi người. Đừng trả giá người ta nữa tội. Người ta buôn bán mà. À đi. Rồi kết thúc hành trình ở đây nha. Mình đã mua được một nồi đồ cho các diễn viên. Đây. Thật ra cũng ít á, cái này là ít á, chưa có đi lựa nhiều quá mọi người. Tại vì mình chỉ thiếu vài cái món đồ cho diễn viên thôi, là mình đi lựa giùm cho diễn viên luôn thì diễn viên không có thời gian đi mua. Rồi trả tiền xong rồi nha. Cảm ơn em, vui chị. Rồi bye bye.